là chủ một doanh nghiệp kinh doanh nông sản tại tỉnh Bình Dương. Nhưng thời điểm này, anh Phan Văn Nhơn cũng như nhiều người con xa quê của làng Tiên Thiệp đã trở về góp mặt tập luyện cùng đội đua thuyền. Hăng say đoàn kết và hơn hết là niềm mong nhớ trở về góp sức cùng quê hương. Những trai bơi như anh Nhơn đã thực sự lan tỏa nét đẹp truyền thống của người dân vùng sông nước. Mấy đứa em xa quê phải về để cố gắng đồng lòng, đồng sức với cố góp một chút kinh phí để ủng hộ bà con nhân dân trong thôn. Trong làng rất nhỏ nhưng mà ý chí quyết tâm cao. Đã thành truyền thống của người Tiên Thiệp, những trai bơi là con em trong làng thống nhất đồng lòng đồng sức luyện tập, ăn cơm nhà và không lấy tiền công của làng. Chỉ nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm mà năm nào đội thuyền đua của làng Tiên Thiệp cũng giành giải cao tại lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang, huyện Lệ Thủy. Cái việc bơi đua đối với nhân dân, cán bộ nhân dân Thiệp là đi vào máu thịt, do đó rất tâm huyết. Anh em tham gia là chấp hành tốt các cái nội quy quy định của địa phương. Về tập luyện thì nghiêm túc, đảm bảo giờ giấc. Tinh thần mà tham gia thi đấu thì là bản lĩnh vững vàng, đoàn kết. Qua rồi những gian khổ lam lũ, Tiên Thiệp hôm nay thực sự khởi sắc, diện mạo nông thôn với những tuyến đường, khu dân cư kiểu mẫu khang trang sạch đẹp. Người Tiên Thiệp sau gần nửa thế kỷ lập làng luôn tự hào vì đã biết khơi dậy ý chí, tinh thần đoàn kết của quê hương. Thôn Tiên Thiệp thì có thể nói rằng thì đây là một cái thân nhỏ nhưng bà con đã ý thức rất cao trong cái việc tham gia các cái lễ hội của xã tổ chức. Trong đó thì việc bơi đua là một cái ví dụ điển hình. Thì thông qua cái hoạt động này có thể là ủy ban xã đã nhân rộng mô hình ra cho các thôn khác trên địa bàn xã. Thì đối với việc mà bơi đua thì với các cái hoạt động phong trào khác thì ủy ban xã tập trung mọi nguồn lực để chỉ đạo thế nào để là nhằm hưởng ứng và đạt được cái kết quả đề ra. Trải qua nhiều mùa giải, con thuyền này lại tiếp tục được hạ thủy cùng những trai bơi Tiên Thiệp hăng say luyện tập. Tiếng mõ, tiếng hò reo cầu vũ mang theo tinh thần mong ước của người dân vùng sông nước Lệ Thủy đã và đang góp phần gìn giữ, phát huy nền văn hóa truyền thống quê hương.